Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã công bố các kế hoạch của Washington nhằm cung cấp cho Ukraine hỗ trợ tài chính bổ sung và các hình thức hỗ trợ khác cho đến tháng 9 năm nay. Đồng thời, bà chỉ ra tầm quan trọng của Liên minh quốc tế, gồm các quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga và tiếp tục củng cố chúng. Theo bà Yellen, các biện pháp trừng phạt đang hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với các công nghệ và thiết bị cần thiết để cung cấp cho quân đội nước này. Ngoài ra, do lệnh cấm vận quốc tế và giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Nga, Nga đang mất đi nguồn thu quan trọng, trong khi sự ổn định trên thị trường dầu mỏ thế giới vẫn được duy trì. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới WB ngày 12 tháng 4 tuyên bố sẽ cấp 200 triệu đô la Mỹ để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. WB cho biết hơn 50% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng, trong đó vùng phía đông nước này bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo WB, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị thiệt hại 11 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, và đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cần hỗ trợ khẩn cấp.